Chào các bạn nhé. Nay tiện thể mình sửa một cái máy hàn bị hỏng mạch nguồn cấp trước, nên mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người sửa mạch nguồn của một chiếc máy hàn mà bị chết nguồn cấp trước nhé. Thì cái mạch nguồn này nó thiết kế là nó sử dụng con IC dao động là 3843, con IC dán này, kích một con MOSFET công suất. Con MOSFET mình đã tháo ra này, nó là có mã là K2611. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bước kiểm tra và như thế nào. Thì các bạn có thể ứng dụng để sửa những cái bộ nguồn của các thiết bị điện tử khác, và nó cũng sử dụng cái kiểu IC dao động kích MOSFET này nhé. Và có thể là trên những con có thể là con IC 3842, 3843 nhé, kích MOSFET nhé. Thì sửa cũng như thế nhé. Ở trên cái mạch nguồn này ấy, thì của cái máy hàn này ấy, thì cái bộ nguồn cấp trước này nó chỉ tạo ra nguồn 24V thôi. Thì cái nguồn từ cái nguồn 24V đấy nó cấp cho quạt này, rồi cấp cho phần hạ áp xuống 5V, rồi là cấp cho mạch dao động các thứ thì mình không quan tâm. Bây giờ nó chỉ đang hỏng trên cái mạch nguồn cấp trước. Thì cụ thể là nó hỏng bên nguồn bên sơ cấp, tức là cắm điện nó không thấy có gì cả. Và khi cắm điện rút ra thì hai con trụ lọc nguồn chính này nó tích điện. Chúng ta phải dùng một cái bóng đèn sợi đốt chúng ta xả điện nhé, không sẽ bị giật. Và cái máy hàn này cũng đã từng khi tới tay mình ấy, thì thấy khách bảo là đã có thợ sửa, nhưng mà thợ họ chắc là lon tay nên họ không sửa được. Và qua mình kiểm tra thì là họ đã từng thay con IC dao động này khác. Con IC dao động này khác. Và họ đã tháo bỏ mất con DZ ghim tại chân G của con MOSFET. Thì ra con này bỏ đi chúng ta nó vẫn chạy bình thường nhé. Tức là các bạn thợ kia bạn đã sửa rồi nhưng mà không sửa được. Thì khi tới tay mình ấy, thì mình cũng rút con này ra, sau đó là mình cắm điện mình đo thì cũng không có xung ở chân G. Thế là mình cũng thay thử một con IC dao động 3843 khác. Thay con 3843 khác này thì nó cũng không ra, nó vẫn không có xung. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách đo xung ra như thế nào. Và sau đó là mình kiểm tra linh kiện của nó. Thì là mình sẽ linh kiện con này nó sử dụng linh kiện dán, nên với những con điện trở ấy, thì chúng ta có thể đo trực tiếp bằng đồng hồ số được, nhưng những con tụ này thì chúng ta không đo được. Và sau khi mình dùng khò để mình nhấc IC ra và mình cũng nhấc đồng thời mấy con tụ ra dán ra ấy, thì mình nhấc đến hai con này thấy nó bị đứt chân các bạn nhé. Và ban của nó chính là cái này, tức là nó bị vỡ đứt mất chân một chân của hai con tụ này, một con ở chân 1 của IC và một con nữa là ở chân 5 của chân 4 của IC. Thì ban của nó chính là con tụ nó bị hỏng theo kiểu đứt chân như này, thì không khác gì là tụ bị vỡ, thì là coi như là nó không có trong mạch. Thì cái này nó có cái hay là trên khi chúng ta nhấc linh kiện ra thì ở dưới nó sẽ ghi chỉ số. Và hai con tụ mình thay nó là một con có chỉ số là 332 và một con chỉ số là 152. Thì mình không có con tụ dán đấy thì mình thay bằng hai con tụ chân cắm này, thì nó vẫn sẽ mình nghĩ là vẫn sẽ chạy bình thường. Mình mới sửa thấy nó ra xung thôi thì bắt đầu mình làm video. Mình chưa lắp MOSFET thử. Bây giờ các bước kiểm tra, các bước sửa của nó nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên này, mình sẽ phải rút bỏ một cái dây AC ra và mình sẽ đấu một cái bóng đèn vào. Chúng ta sẽ đấu một cái bóng đèn sợi đốt vào như mình đây. Bóng đèn sợi đốt tầm khoảng 75 đến 75 hoặc 100, hoặc như mình đang sử dụng là cái bóng 200W, bởi vì mình vừa sửa một cái nguồn công suất lớn mà. Nên mình có tiện sẵn một cái bóng 200W mình sử dụng cho nó. Tức là chúng ta đấu nối tiếp một cái bóng đèn sợi đốt khoảng 100 hoặc 200W ở cái đầu dây AC vào, để khi có sự cố gì thì nó sẽ không có vấn đề gì. Và khi chúng ta sửa ấy, mà nó có nguồn tất cả ra ok rồi ấy, tất nhiên là lúc đấy chúng ta không hàn được đâu, bởi vì hàn phát là dòng nó tăng thì là cái bóng đèn nó sáng ngay. Thì chúng ta đã kiểm tra nguồn ra ok hết rồi thì chúng ta sẽ lắp hoàn thiện nó lại. Đấy là cái phương pháp an toàn nhé các bạn nhé. Sau đó là chúng ta tiến hành kiểm tra các linh kiện. Thì nếu mà nó bị cháy lổ nhé các bạn nhé, thì chúng ta sẽ để ý xem những con linh kiện nào cháy lổ thì chúng ta thay trước. Nhưng trên cái mạch này ấy, thì là do nó không bị nổ, tức là mình kiểm tra nó không có con linh kiện nào nó bị lổ cả. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra là cái nguồn cấp mồi cho con IC này. Ở đây mình cũng nói qua cho một số các bạn nào mà chưa hiểu về cái mạch này nhá. Trên chính cái mạch này nhá. Thì ở đây ấy, nó có một con điện trở này, một con tụ này và một con diode này. Đây là ba linh kiện dập xung thì chúng ta không quan tâm nhé. Và đây là con biến áp này, nó sẽ có một cái nguồn chỉnh niu qua con diode này và được lọc vào con tụ này. Thì cái nguồn này chính là nguồn về chân 7, chính là chân
nuôi chân VCC, nuôi cho con IC dao động nhé các bạn nhé. Thì và nó có một cái con điện trở là nối từ 300V này, DC này, trên con tụ này này vào cái đường 5V, đường vào cái đường VCC này nhé các bạn nhé. Đây chính là con điện trở này này. Thì con điện trở này chính là con điện trở mồi nhé. Trên cái mạch nó dương 3842, 3843 nó luôn có con điện trở mồi từ dương 300V đi vào đường VCC nhé. Thì đường như những cái mạch của Hồng Ký ấy, thì nó sử dụng con 220K hoặc là 150K gì đó thì mình cũng không nhớ lắm. Nhưng trên con này ấy, thì nó sử dụng là con 300K nhé các bạn nhé. Đây con này này. Còn ở đây nó có một con điện trở nữa là 150K, thì con này là nối giữa âm dương của tụ lọc, hai con tụ lọc này nhé, để nó xả khi rút điện là nó xả từ từ, nó xả hết điện cho hai con tụ này, tức là nó không tham gia vào mạch nguồn nên chúng ta không kiểm tra. Như vậy là như một cái mạch này của mình ấy, mà nó không cháy nổ gì ấy, thì mình sẽ kiểm tra con điện trở mồi này xem nó có chết không, xem nó có chết không. Nếu mà không chết ấy, thì bắt đầu là chúng ta sẽ kiểm tra các con linh kiện khác. Như mình đấy, mình thay IC này, mình kiểm tra điện trở mồi ok không sao ấy, thì mình thay con IC và thấy nó cũng không có xung ra ấy. Thì sau đó là mình sẽ kiểm tra đến mấy con tụ, mấy con điện trở thì mình phát hiện ra là hai con tụ nó bị vỡ chân đấy nha các bạn nhé. Thì sau đó chúng ta cắm điện thôi, cắm điện là chúng ta cắm điện thôi và đo. Thì để đo xung nhá, bây giờ mình đã sửa nó do chết, mình đã nói rồi nó đã ra xung rồi đấy, bây giờ mình sẽ đo thử xung cho các bạn xem này. Mình zoom lên cho nó rõ. Đồng hồ mình sẽ để thang đo DC là 2,5 nhé. Nếu mà các bạn sử dụng đồng hồ kim ấy, đo DC 2,5V ấy. Bắt đầu chúng ta cắm điện và chúng ta đo giữa chân, cứ cho cái chân S này của MOSFET này là mát này, nó nối qua một con điện trở 2,2V về mát mà. Và chân G chúng ta sẽ đo như này nhé các bạn này. Mình sẽ cắm điện. Đây mình cắm điện nhé. Mình cắm điện này. Các bạn thấy không? Cái nó khi nó có xung ấy là nó sẽ có cái bóng đèn, cái dụi kim của mình nó rung kìa. Còn nếu mà khi mà chúng ta đo, chúng ta khi sửa ấy là chúng ta vẫn phải tháo móc phét ra như này nha, và chúng ta đo mà không có xung rung như thế, là như kim cứ im như này ấy, là chúng ta phải kiểm tra khi nào có xung như này thì chúng ta mới đóng con móc phét vào nhá. Và cái bạn thợ trước thì bạn cũng đã thay con tụ lọc nguồn này. Tụ lọc nguồn cho con này chân 7 là chân VCC cho IC dao động, tụ lọc nguồn đấy. Đấy như này là có xung nhá, hoặc là bạn nào mà có một cái đồng hồ mà có đo được tần số ấy, thì các bạn có thể đo được cái tần số của nó. Như đây này, mình có cái đồng hồ này nó cũng đo được tần số này, mình đo thử nhá. Thì mình cũng đo như thế thôi. Mình lấy mát tại chân S đi. Thực ra mát thì chúng ta kẹp vào mát cũng được, và chúng ta đo vào cái chân G của nó. Các bạn thấy không? Nó xung của nó là 1,9 kHz kìa. 1,9 này các bạn này. Cái xung dao động đấy. Thì chúng ta cũng có thể đo được nhé. Rồi mình đo lại này. Đấy, 1,8, 1,9 này các bạn này. Như vậy là nó đã có xung. Bây giờ mình sẽ thử lắp móc phép vào xem nó chạy ok không. Thì khi mà đầu tiên khi chúng ta sửa ấy, mà chúng ta đo mà không có xung ra ấy, thì chúng ta sẽ đo đầu tiên là chúng ta đo nguồn VCC tại chân 7 xem có không. Đây mình đo nguồn VCC cho các bạn xem nhé. Đo nguồn VCC mình để thang đo nhân 50 nhé các bạn nhé, bởi vì là nó rơi vào hơn chục vôn mà. Thì mình cũng cắm điện này. Thì mình cứ lấy mát ở chân S cũng được. Sau đó mình đo tại chân tụ này cũng được nhé các bạn này. Đấy nó có khoảng mấy vôn này. Mình dùng đồng hồ số đi, nhìn cho rõ. Đấy nó chỉ có khoảng 8 vôn thôi. Và sau đó là khi đã có nguồn như thế rồi ấy, mà chúng ta đo tại chân G mà không có xung ấy, thì là chúng ta sẽ phải kiểm tra thay IC hoặc thay linh kiện. Như con này thì mình thay hết linh, thay IC nó cũng không được ấy. Sau đó là mình mới thay, mình kiểm tra linh kiện liên quan đến linh kiện dán ấy, thì mình phát hiện ra hai con điện trở, hai con tụ nó bị đứt đấy nhá. Hoặc là chúng ta có thể đo ở thang đo AC nhân 10 này cũng có thể biết được nó có xung hay không nhé các bạn nhé. Mình đo thử này. Đấy nó cũng rung này các bạn thấy không? Kim của nó. Thôi bây giờ mình sẽ rút ra và mình sẽ xả điện. Mình sẽ lấy một cái bóng đèn khác mình xả điện nó đi.
sau đó là mình sẽ lắp con móc phép vào xem có nguồn ra không nhé. Đây là trên hai tụ của nó này. Đấy các bạn thấy không, đánh lửa rất kinh luôn, bởi nó còn tích điện mà. Chúng ta không xả này mà chúng ta nỡ chạm vào là bị giật đấy nhá. Mình sẽ lắp con móc phép vào này, mình nghĩ là nó sẽ chạy, bởi vì con này là chết theo kiểu là linh kiện bị vỡ. Linh kiện dán nó chết, nó hay nó chỉ có cái chết là một là chập, hai là như đứt chân vỡ ra như thế. Mình không hiểu tại sao vỡ, có thể là do vận chuyển và có thể là do va đập. Khi trên mạch thì mình không nhìn được đâu, bởi nó có keo mà các bạn ạ. Nhưng khi mình khò, mình dùng khò mình khò nó ra ấy, thì mình thấy nhấc lên thì mình thấy chân nó ở lại, tức là một chân nó ở lại, nó không đi theo cái con linh kiện mình gắp lên. Mình đã lắp con móc phét nó vào này. Bây giờ mình sẽ đo nguồn ra. Đây là con diode chỉnh lưu nguồn ra này, và được lọc bởi con tụ này này, chính là nguồn 24V đấy nhé. Đây mình sẽ đo lật ngược lại, mình sẽ đo cái nguồn 24V tại trên con tụ lọc đấy nhá, xem nó có ok không nhá. Đây mình để cái đồng hồ cho các bạn nhìn này. Mình để cái này không thì nó bị chạm mất đồng hồ. Đấy, mình sẽ đo ở trên hai cái đầu này nhá. Hai đầu tụ này, tụ lọc đầu ra đấy. Mình cắm điện nhá. Đấy, như vậy là nó đã chạy các bạn này. Như vậy là nó đã có nguồn ra và nó là 24V, nhưng thực tế chúng ta đo nó là gần được 26V, bởi vì cái mạch nguồn của những cái máy hàn này nó toàn sử dụng cái hồi tiếp theo kiểu là dòng tràn qua diode nên nó không chuẩn các bạn ạ. Máy đã lên nguồn này các bạn này, thấy không, nó có nguồn báo này. Và mình đo thử dòng hàn ra nhé, đo thử nguồn hàn ra xem nó có chưa. Như vậy là đã có 50V của DC của cái điện áp hàn ra rồi, nó đã chạy ok. Cái này nó chỉ hỏng nguồn cấp trước mà, là cái máy hàn này là cái máy hàn lởm mà. Các bạn thấy không, nguồn 24V chúng ta đo ra được tận 26V ấy, là do những cái máy hàn này này là nó toàn thiết kế theo kiểu là phần hồi tiếp của nó ấy, là cái đường nguồn 24V này nó được tràn qua con DZ24V này. Đây mình zoom xem các bạn nhìn rõ được không này. Nó tràn qua con diode này và nó đi qua một con điện trở 100 ohm nữa, là nó tạo một cái dòng chảy 1-2 của xo quang ấy, để nó đưa hồi tiếp sang cho bên sơ cấp ấy. Chính vì nó sử dụng cái dòng tràn của con DZ này nó dẫn tới là cái nguồn ra luôn cao hơn một chút và nó không ổn định bằng sử dụng con TL431 các bạn nhé. Chi phí nó sẽ cao hơn mà. Do vậy mà những cái máy hàn này nó hay rất hay hỏng cái quạt này. Cái quạt là mát nó chạy 24V nhưng thực tế là đang bị cấp tận 26V ấy, nó chạy khỏe hơn, dẫn tới mình hay gặp nó hay bị chết con IC bên trong của quạt lắm, tức là quạt nó chập, nó chết ấy. Thôi, video mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Hy vọng video sẽ giúp ích được cho các bạn mới vào nghề, có thể là tham khảo để có thể sửa được ban một cái máy hàn, ban nguồn cấp trước của một cái máy hàn chạy IC dao động 3843, kích một con móc phép công suất, và chúng có thể ứng dụng để sửa những cái bộ nguồn của các thiết bị điện khác mà nó cũng sử dụng theo kiểu IC dao động kích móc phép nhé, cái phương pháp sửa thế nhé. Và cái máy hàn này công suất nó lớn nên mình dùng cái bóng đèn 100-200W, nhưng chúng ta lấy mà sửa những cái thiết bị điện mà công suất nó nhỏ hơn ấy, thì chúng ta có thể dùng cái bóng 40 hoặc 60 hoặc là 75W thôi nhé, thì là nó sẽ an toàn hơn. Bóng càng nhỏ thì càng an toàn mà. Chào các bạn nhé.